Thưa quý vị, sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, trưởng phòng giáo dục đào tạo các quận huyện, hiệu trưởng một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông. Giáo viên cũng đã chủ động trong đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất năng lực hay hòa trí đức thể mỹ cho mỗi học sinh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình vẫn còn nhiều khó khăn như toàn thành phố còn nhiều điểm trường lẻ, thiếu giáo viên nhất là với những môn học mới ở bậc trung học phổ thông như âm nhạc, mỹ thuật, giáo viên tiếng Anh, tin học ở bậc tiểu học thiếu trang thiết bị dạy học, nhiều trường học chưa có phòng bộ môn, sĩ số học sinh cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội trên địa bàn thành phố. Các đại biểu đề nghị đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội và các bộ ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh các quy định giới hạn về tầng cao, mật độ xây dựng và số lớp tối đa cho các thành phố lớn, thành phố trực thuộc trung ương, tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, cần có giải pháp lâu dài để bổ sung đội ngũ ngành giáo dục trong điều kiện thực hiện tinh giản biên chế, và quy mô học sinh lại ngày càng tăng. Có lộ trình đào tạo giáo viên cho các môn học mới sớm ban hành lộ trình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận biểu dương kết quả đa đạt được của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhấn mạnh việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành giáo dục thường xuyên rút kinh nghiệm, bàn bạc bà các giải pháp chuyên sâu để khắc phục khó khăn. Tôi đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức các cái hội nghị rút kinh nghiệm chuyên sâu, bàn về các cái giải pháp để khắc phục các cái khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là từ cơ sở để chúng ta có những cái hội nghị chuyên sâu cái việc này thì chúng ta tự phải bàn và tháo gỡ những cái gì thuộc thẩm quyền của chúng ta là chính. Bí thư thành ủy cũng đề nghị ban nhân dân thành phố chỉ đạo địa phương đơn vị ra soát về thực trạng nhu cầu biên chế phục vụ công tác giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay để có sắp xếp phù hợp. Tôi đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giả soát về cái thực trạng nhu cầu biên chế phục vụ cho công tác giảng dạy cái chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay và giả soát điều chỉnh biên chế thừa thiếu cục bộ giữa các cái đơn vị địa phương và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thì cái việc này thì chúng ta cần phải có một cái cơ chế để cho nó linh hoạt hơn. Ê, nếu mà theo cái phản ánh của các trường thì cũng có thể ở thời điểm này thì trường này thì có thể thiếu cục bộ và lại thừa cục bộ thì cái câu chuyện về linh hoạt điều chỉnh giữa các trường rồi giữa các địa phương với nhau tôi cho rằng cần phải bàn đến thì tôi đề nghị là sở giáo dục phối hợp với lại sở nội vụ là phải tiếp tục là có cái việc ra soát đánh giá và kiên trì báo cáo với lại Bộ Giáo dục rồi Bộ Nội vụ về việc bổ sung biên chế giáo viên. Với những ý kiến từ đại biểu các trường tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục đào tạo cần bổ sung vào báo cáo gửi đoàn giám sát để làm rõ hơn các kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện nghị quyết 88 và nghị quyết 51 của Quốc hội. Từ đó, đoàn nghiên cứu tổng hợp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét có hướng giải quyết.